Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục cái loạt bài về hướng dẫn sử dụng Docker. Thì bữa nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn về cái phần sử dụng cái Docker file. Thì bữa trước thì tôi đã giới thiệu cho các bạn về cái Docker file là gì và cách sử dụng nó. Mục đích sử dụng của Docker file để làm gì? Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn build một cái static web với lại Docker file và sau đó thì tôi sẽ deploy cái static web này lên cái Nginx. Thì để tìm hiểu về cái cách mà sử dụng Docker file thì các bạn có thể xem cái ở một cái metric này. Thì đây là một cái ví dụ về một cái file Docker file đơn giản. Thì đầu tiên nó sẽ có cái form form từ một cái base email nào đó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi copy cái folder mà sẽ chứa cái source code của chúng ta, và chúng ta sẽ mail với lại cái folder trên cái base email của chúng ta. Rồi theo là chúng ta có thể có cái lệnh run để mà chúng ta chạy cái container này. Rồi sau đó là cái lệnh để chúng ta chạy cái ứng dụng của chúng ta. Thì cái này mấy cái này sẽ phụ thuộc vào cái nền tảng của cái ứng dụng của các bạn. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tạo ra một cái Docker file đơn giản và build một cái web static với lại Docker file. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ mở ra một cái command mới đi. Bây giờ tôi sẽ đi vô cái OD này. Rồi tôi sẽ đi vô cái folder trên link Docker của tôi này. Và hiện giờ thì trong folder này thì tôi chỉ có cái folder www thì vậy thôi này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi tạo ra cái Docker file trong cái folder này. Tôi sẽ dùng cái lệnh echo này. Chấm này. Theo là cái tên file là tôi sẽ gọi là Dockerfile này. Đó, echo và cái dấu lớn hơn như vậy. Rồi theo là Dockerfile này. Còn là các bạn có thể sử dụng cái lệnh vi thay cho cái lệnh echo này cũng được. Thì trong trường hợp này tôi sẽ sử dụng cái lệnh echo này. Rồi tôi nhấn Enter này. Rồi tôi quay lại cái lệnh dir này. Đó, thì bây giờ nó tạo ra cho tôi cái file folder file Dockerfile như vậy này. Rồi tôi check ở bên dưới folder thì nó có cái file mới là Dockerfile như vậy. Bây giờ tôi sẽ mở cái file này lên với lại Notepad cộng cộng này. Và bây giờ tôi sẽ đi viết content cho cái Dockerfile này. Đó, thì để viết cho cái này thì tôi sẽ có cái lệnh copy lệnh form này, form từ cái base main Nginx, thì tôi sẽ copy ở bên cái thằng Nginx này qua này. Và tôi sẽ copy cái folder chứa cái source code của tôi là cái folder www này. Và tôi sẽ mail vô cái folder usr share nginx và html của cái thằng nginx này. Và tôi đi cho save này. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn build ra cái email từ cái docker file này. Thì tôi sẽ có cái lệnh đầu tiên tôi sẽ kiểm tra xem trên máy của tôi có bao nhiêu cái email này. Thì tôi sẽ có lệnh docker email này. Thì trên máy của tôi hiện giờ là đã đang có những cái email như vậy. Thì cái email static web này tôi sẽ không sử dụng nữa, thì tôi sẽ xóa đi. Tôi sẽ có lệnh là docker rm, thì tôi xóa đi cái email static web này đi. Tôi nhấn enter này. À, tôi sẽ có cái docker rmi mới đúng. Rồi là tôi sẽ xóa bằng cái docker id đi. Đó, thì nó xóa cho tôi rồi. Và tôi có này, cái lệnh docker image này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi build ra cái image từ cái docker file. Thì tôi sẽ có lệnh là docker build. Rồi theo là trừ -t. Theo là cái tên của cái image là tôi sẽ cho là static web. Và tiếp theo là tôi cho cái version của nó. Chẳng hạn như là tôi cho version là 2.0.0 đi. Đó, cái version hay là cái tag name này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó build ra ở cái folder hiện tại. Thì nên tôi sẽ có cái dấu chấm như vậy. Các bạn chú ý cái dấu chấm ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ nhấn enter này. Đó, thì nó đã build xong cho tôi như vậy. Đó, thì bây giờ tôi sẽ có lệnh docker image để kiểm tra xem là trên máy của tôi có bao nhiêu cái docker image này. Đó, thì tôi có một cái static web version 2.0 vừa mới build ra như vậy.
Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn chạy cái static web này lên. Thì tôi sẽ có những cái lệnh là Docker run. Thì trước khi chạy tôi sẽ lên trình duyệt và tôi refresh lại trình duyệt này. Đó, thì cái web của tôi nó bị chết như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ chạy lại như sau. Thì tôi sẽ có lệnh là Docker run thì trừ name. Thì tôi sẽ cho là cái name là demo ngang static web. Tiếp theo là tôi sẽ cho cái tùy chọn là chữ D. Tiếp theo là chữ P. Chữ P là cái bọt mà tôi muốn anh xạ muốn map từ trong cái thằng Nginx ra cái bọt local. Thì tôi sẽ anh xạ cái bọt 80 ra cái local là 80. Tiếp theo tôi sẽ thêm cái tùy chọn là chữ RM. Tiếp theo là từ cái email là static web. Cái version là 2.0. Không mà tôi vừa mới tạo ra từ cái email là static web 2.0 mà tôi vừa mới tạo ra đây. Tiếp theo tôi sẽ nhấn enter cái tùy chọn trừ rm thì tôi phải cho nó hai cái dấu trừ như vậy. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ có lệnh docker ps để tôi kiểm tra này. Đó thì tôi có một cái container mới chạy như vậy. Đó thì bây giờ tôi sẽ lên lại trình duyệt và tôi refresh lại trình duyệt này. Tôi sẽ không sử dụng cái bọt 80 80 nữa. Đó, tôi chỉ cần zone localhost thôi. Đó. Đó thì ví dụ như cái file bữa trước là cái file index này, bây giờ chẳng hạn như tôi edit nó lại đi. Docker file. Rồi tích cho xoay này. Rồi chẳng hạn như là tôi đi trình duyệt và tôi đi phép lại đi. Thì nó không có update lại cho tôi. Thì bây giờ tôi cần phải đi build lại cái email. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ top cái này lại đi. Tôi sẽ top cái container này lại. Rồi tôi đọc cái PS này. Rồi bây giờ tôi sẽ build lại cái email thì tôi sẽ cho cái version của nó là 3 đi. Đó, tôi sẽ build ra một cái email mới là static web với version là 3.0.0 như vậy. Tôi nhấn enter. Rồi nó đã build xong này. Rồi theo thì tôi sẽ chạy 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 lại với lại cái email là static web version là 3.0.0 như vậy. Đó, trước trước khi chạy thì tôi gõ Docker image thử. Đó thì tôi có một cái image static web version 3.0 như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ run cái image demo static web mà từ cái image static web version là 3.0.0. Đó thì tôi sẽ chạy một cái container mới này, tôi nhấn enter. Rồi theo tôi sẽ có Docker ps này. Đó thì bây giờ tôi sẽ có một cái email có một cái container từ cái email static web version 3.0 này. Đó thì bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và tôi refresh này này. Đó thì bây giờ cái content nó sẽ thay đổi cho tôi này. Đó. Đó, như vậy là nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo viết content cho cái file Docker file. Đây là một cái file Docker file đơn giản. Thì ngoài thực tế thì nó còn có nhiều cái file Docker file mà có nội dung nó phức tạp và nó phụ thuộc vào cái môi trường của các bạn. Ví dụ như ở đây thì tôi đã chỉ hướng dẫn các bạn là demo chạy một cái build một cái static web và deploy lên cái Nginx thì tôi chỉ cần hai cái dòng lệnh này thôi. Tuy nhiên thì trong một số cái trường hợp mà cái môi trường của các bạn nó phức tạp, cái ứng dụng của môi trường cái ứng dụng của các bạn nó phức tạp thì các bạn cần phải có rất là nhiều lệnh Docker file khác nhau thì các bạn phải vô cái phần best practice này và các bạn tìm hiểu thêm. Đó. Đó. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thì ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn học về Dockerfile và học về lập trình thì các bạn phải vô cái trang web học lập trình online.net của tôi. Thì ở đây tôi có rất là nhiều cái khóa học lập trình khác nhau. Ví dụ như ở đây tôi có khóa Docker cơ bản dành cho người mới đọc. Khóa này là free này. Đó các bạn có thể tham khảo khóa nào này. Đó, các bạn thể vô đây và học cái khóa học miễn phí này của tôi này. Tôi hướng dẫn các bạn từ cái phần giới thiệu về Docker rồi cách cài đặt
cũng như là giới thiệu về kiến trúc và cách hoạt động của Docker này. Rồi tôi cũng hướng dẫn các bạn build run một cái image với Docker file và sử dụng một số cái command Docker cơ bản này. Rồi sử dụng Docker Compose vân vân. Đó. Hoặc là các bạn có thể tham khảo một số cái khóa học khác của tôi ở đây. Đó, ví dụ như là React rồi Java vân vân. Đó. Thì video này của tôi đã tương đối dài rồi, thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.